Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với bài số 6 Endangered Species Lesson 7 Communication and Culture. Now the first look at the objectives of the lesson today. You will listen and get the speaker opinions about bringing extinct species back to life and gain some knowledge about how sea turtles are protected in Malaysia. First, watch the clip and write out the name of extinct animal. Đó là những con gì các bạn? Look at the key. The number 2, mammoth. Number 7, megalodon. And the last, dinosaur. There are three extinct animals on the earth. Now look at the past. Past 1, communication. There are some new words in the lesson today. Now, look at it and write down on the notebook. Conduct. It means organize an or do a particular activity. Second is authorities. Authorities. It means the people or an organization who have the power to make decisions or who have a particular areas of the responsibilities in a country or region. Next is a designate is a verb. It means choose a particular position. Next is restore. It means bring somebody or something back to a former condition, place, or position. Revival. It means become or to make somebody, something become conscious or healthy and strong again. The next word is Enclosure. It means a piece of land that is surrounded by a fence or wall and is used for a particular purpose. And the last is predators. It means an animal that kill and eat other animals. Now look at the new words again and write out on the notebook. Revive. Authority. Restore. Designate. Enclosure.
Predator. Predator. Conduct. Conduct. Nào các em check nhanh. Nghĩa hoặc từ. Revival là làm sống lại, làm tỉnh lại. Authorities nghĩa là nhà chức trách. Restore, phục hồi, khôi phục. Designate là lựa chọn hoặc chỉ định. Enclosure là khu vực được rào lại, được bảo vệ. Predators là con thú săn mồi. Và cuối cùng là to conduct, chỉ đạo, điều khiển. Now, look at the exercise 1, student book, page 14. Listen to two extremes. Are the speaker for or against bringing extinct species back to life? Em sẽ nghe hai cái đoạn câu thoại của hai bạn. Xem là hai bạn trao đổi xem là ý kiến của họ như thế nào. And in the table below, write yes if they support the idea or no if they oppose it. And complete the reason for or against by given by each speaker. Write no more than two words in each gap. Now please listen. Reviving extinct species, well, why not? We pushed many plant and animal species into extinction, so we should be responsible for bringing them back to life. It's only fair that we should undo the damage that has been done to nature. What's your opinion, Nam? You might be right, Van, but I think some species could bring back deadly diseases to our world if they were revived, so I'd say no to this idea. Scientists say they're trying to bring extinct species like dinosaurs or mammoths back to life. What do you think, Paul? What a silly idea. It's a waste of time and money. Why don't they dedicate their time to working out ways to cure diseases like cancer instead? Do you agree with me, Mary? But scientists believe that if they knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now. So I agree with them, not you, Paul. Các bạn nghe lần thứ hai mà. Okay, listen again. Reviving extinct species, well, why not? We pushed many plant and animal species into extinction, so we should be responsible for bringing them back to life. It's only fair that we should undo the damage that has been done to nature. What's your opinion, Nam? You might be right, Van, but I think some species could bring back deadly diseases to our world if they were revived, so I'd say no to this idea. Scientists say they're trying to bring extinct species like dinosaurs or mammoths back to life. What do you think, Paul? What a silly idea. It's a waste of time and money. Why don't they dedicate their time to working out ways to cure diseases like cancer instead? Do you agree with me, Mary? But scientists believe that if they knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now. So I agree with them, not you, Paul. Nhá, nào chưa open it? Bạn hoàn thành chưa nhỉ? Nào nghe xong thì mời bạn hoàn thành và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại xem. The first, yes. We should undo the damage that has been done to nature. Nam, no, I'd say no to this idea. Some species could bring back deadly disease to our world. Mary, see, yes, so I agree with them, not with you. Paul, scientists could find ways to protect endangered species if they knew how to bring some extinct species back to life. And the last one is a no, what a silly idea. It is a waste of time and money. Đây là đoạn hội thoại của các bạn. Mình ta nghe lại một lần nữa.
Reviving extinct species, well, why not? We pushed many plant and animal species into extinction, so we should be responsible for bringing them back to life. It's only fair that we should undo the damage that has been done to nature. What's your opinion, Nam? You might be right, Van, but I think some species could bring back deadly diseases to our world if they were revived, so I'd say no to this idea. Scientists say they're trying to bring extinct species like dinosaurs or mammoths back to life. What do you think, Paul? What a silly idea. It's a waste of time and money. Why don't they dedicate their time to working out ways to cure diseases like cancer instead? Do you agree with me, Mary? But scientists believe that if they knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now. So I agree with them, not you, Paul. Yeah. That are Sue Exchange, Van Nam, Mary and Paul. We will next do the part two. Exercise two. Are you for or against the revival of extinct species? Discuss with a partner. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không có các cái bạn để hội thảo luận như ở trong lớp học. Vì vậy mà yêu cầu các bạn hãy liệt kê cho cô ít nhất là 4 cái lý do để chúng ta ủng hộ hay là phản đối với cái việc at least 3 reasons for or against the revival of extinct species. Now write down. You have 2 minutes to write down the reason. What's your idea? It's a simple dialogue. Nó sẽ có một bài giống như là bài ví dụ ở trên lớp. Now, it's a simple dialogue. What do you think about the revival of extinct species? Revival of extinct species? Well, why not? I believe that if scientists knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now. I couldn't agree more. Moreover, we can see with our own eyes what these animals look like, how they survive in the nature. Yes, that's a good idea. Đó là bài mẫu simple line đó. Chúng ta sẽ liệt kê cho cô 3 lý do. Và sau đó khi nào mà chúng ta sẽ quay trở lại học, sẽ thảo luận và làm bài hội thoại như thế. Chuyển sang phần tiếp. Look at the control. Look at a clip and answer two questions. What is the clip about? And where are the turtles found in Vietnam? Phân bố là không phân bố trong một bất cứ một khu bảo tồn nào của Việt Nam. Chính vì vậy mà cái loài này đang bị tác động rất là lớn bởi các hoạt động con người, chủ yếu là do săn bắt, buôn bán và mất môi trường sống. Số lượng của loài trong tự nhiên thì vô cùng khan hiếm. Từ năm 2006 đến hiện nay thì chương trình bảo tồn của châu Á mới chỉ tìm thấy một cá thể duy nhất ở ngoài tự nhiên. Những loài rùa hộp thì nhờ vì cái hình thái bên ngoài của chúng đẹp và cũng do cái nhu cầu thị trường về thực phẩm và thuốc cổ truyền khiến cho cái loài rùa hộp này cũng bị săn bắt và cái khả năng phục hồi của chúng trong tự nhiên thì vô cùng chậm. Do là chúng là loài rất là nhạy cảm, khó sinh sản phát triển cũng như là khó cứu hộ. Cái khó khăn lớn nhất đối với công tác bảo tồn 3 loài rùa này ở Việt Nam hiện tại đó là do cái tốc độ săn bắt và buôn bán của chúng diễn ra là rất là nhiều.
và mạnh mẽ thì số lượng của chúng ở ngoài tự nhiên bây giờ còn lại rất ít. Chính vì vậy mà cái thời gian để mà có thể phục hồi và bảo tồn cái loài rùa này sẽ phải mất rất nhiều năm, có thể từ vài chục đến hàng trăm năm mới có thể nhìn thấy được cái kết quả. Xin chào các bạn, tôi là Giang. Chào mừng đến với END Show, một chương trình sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cập nhật và bổ ích trong công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã. Và tôi đang ở Côn Đảo để cùng các bạn tình nguyện viên thực hiện những chiến dịch bảo vệ rùa biển tại Côn Đảo. Các sản phẩm từ rùa biển sẽ khiến cho số lượng rùa biển suy giảm nghiêm trọng hơn. Do vậy, để bảo vệ các loài rùa biển, hãy nói không với tiêu thụ các sản phẩm từ rùa biển các bạn nhé. Thế anh có biết là nếu như mà tiêu thụ các sản phẩm từ rùa biển thì sẽ bị phạt như thế nào không ạ? Không ơi. Thì nghe nói là ba cái loại mà rùa là quý hiếm rồi mà của biển cả và của quốc gia nữa, đó là cấm tiêu thụ hoặc là cấm bắt để tiêu dùng tiêu thụ rồi đó. Thì nghe nói rồi nhưng mà cái luật nó chưa phổ biến với mà mọi người dân. Là mấy rùa biển đó là rùa hiếm có. Nếu mà ai có bắt thì ở đây thông báo chưa? Trước tiên là mình bản thân mình sẽ không tiêu thụ những cái rùa biển cũng như là sản phẩm từ rùa biển. Và đồng thời bảo vệ cái môi trường để cho rùa biển đến với Côn Đảo ngày càng nhiều hơn. Núi Chúa National Park, Bình Thuận Province, Vietnam recorded the existence of 3/5 species of sea turtles. However, now only the green turtles choose this place for breeding. Willy or not, human beings have put in danger of extinction the animals that appeared on Earth 200 million years ago. Nếu như mà không có dự án đến bảo tồn á, thì chắc chắn là giờ này cũng không có rùa nữa đâu. Các bạn vừa được xem nào. Answer to question. What is the clip about? It is about turtle conservation in Vietnam. And the number two, where are turtles found in Vietnam? In Côn Đảo. Yes, they are found in Côn Đảo. Núi Chùa National Park and Cúc Phương National Park in Vietnam. Yeah. Let's save the sea turtles. Vậy chúng ta hãy cùng chung tay để bảo vệ loài rùa và rùa biển đang có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Nhiệm vụ của phần counselor now read the passage and then read the text about how sea turtles are protected and complete the note on page 15, trang số 15. Bạn sẽ đọc và sau đó thì hoàn thành cho cô Now, what's this? A. Fact about sea turtles. First, conservation status. Number one, endangered or critical endangered. The number two, danger. The first, overfishing. Second reason by loss of netting habitats. And the last reason, climate change. About habitats living in
môi trường sống nè. Sea turtle living in warm seawater and laying eggs on the beach, beaches. Now part B, how sea turtles are protected in Malaysia? Setting up turtle natural reserve for the following purpose. Number six, ensuring the safe breeding ground for sea turtle. Number seven, protecting turtle eggs and baby turtle. And the last, conducting program to raise public awareness. Now let's go further. Discuss with a partner. Where are the sea turtle mostly found in Vietnam? Are they endangered in Vietnam? And are there any measures or law to protect sea turtle in Vietnam? Now, where are sea turtle mostly found in Vietnam? Sea turtle are mostly found in Côn Đảo, Iceland, about 180 kilometers from Vũng Tàu City, Núi Chúa National Park in Ninh Thuận provinces, and a few in the wide 13 coastal provinces of Vietnam. Sea turtle are classified as EN or CR in Vietnam. You remember EN or CR? EN it means endangered, or CR it means critically endangered. Yeah. Now number two, B. Are there any measures to allow to protect sea turtle in Vietnam? Yes. The rescue center for sea turtle have been set up at Côn Đảo National Park and Núi Chúa National Park. Trading in sea turtle and their products is banned. Ta thấy là cũng có một số biện pháp. Now and the last, mark the letter A, B, C, or D to indicate the words opposite in meaning to underline words in each of the following question. The number one, the environmental pollution level in this area has built up a lot over recent years. The build up is the opposite meaning with the A, B, C or D. B is build up, opposite meaning with decrease. Number two, all visitors are kept out of the conservation area. What is kept out of mean? Nghĩa là gì hả các bạn? Không được vào. Yeah. Opposite meaning it means allowed to enter. Number three, it is predicted that the natural resources will run out by the end of the century. Run out it means opposite meaning with remain intact, duy trì, bảo tồn trong tình trạng nguyên vẹn. Number four, it is urgent that the government work out a solution to problem that they are all facing. Is opposite meaning with fight. And the last sentence, in order to protect endangered species, it is important that all people join in. Chúng tay. Vậy ngược nghĩa với nó là leave. Các bạn check lại đáp án. Okay, and we end the lesson 7, communication of unit 6. Thanks for listening.